Dạ, đầu xuân năm mới em xin gửi lời kính chúc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng vạn sự như ý, thật nhiều sức khỏe và luôn bình an cho cuộc sống. Dạ thưa cô chú anh chị, thì sáng ngày hôm nay, một ngày sáng của đầu xuân năm mới, hôm nay là mùng 6 Tết, thì anh em tiếp nhận rất nhiều vụ việc, rất nhiều bà con cô bác về đây để nhờ anh em giúp đỡ, tìm người thân, tìm vợ, tìm chồng, tìm con. Và sau đây thì câu chuyện của một người mẹ lặn lội từ một quãng đường rất xa để về đây nhờ anh em đi tìm con, thì câu chuyện như thế nào thì em kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn trên khắp cộng đồng mạng cùng lắng nghe và theo dõi hết video này. Dạ rồi, con xin phép chào cô nhé. Dạ. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Dạ, tên là Phạm Thị Minh. Cô Minh ha? Cô Minh. Cô Minh quê ở đâu? Quê ở Thừa Thiên Huế. Ở Huế? Dạ. Là cô mới ở Huế và Bình Dương luôn hay sao? Ở Bình Phước, ở Bình Phước. Là mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Bình Phước. Là hôm nay là cô Minh về đây nhờ giúp đỡ gì đây cô? Cô về đây thì cô xin nhờ đội hiệp sĩ của anh Hải Bình Dương để có được con bỏ nhà ra đi, bữa nay cũng 5 tháng rồi. Tìm con? Tìm con, dạ. Con của cô tên là gì? Con Lê Ngọc Bảo. Năm nay là con trai cô nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi. 25 tuổi. Cụ thể bỏ nhà đi hồi bao nhiêu, hồi tháng mấy cô? Bỏ nhà đi ngày 14 tháng 9 năm 2023. Hiện tại đã là tháng ngày âm thì mùng 6 Tết rồi. Dạ, vậy là một khoảng thời gian rất xa xôi rồi. Dạ. Lý do gì bỏ nhà đi vậy cô? Dạ, cũng chẳng có gì hết. Nó kêu là mẹ ơi con ra ở trọ. Đi ngày 14 nói luôn là con ra ở trọ rồi là chủ nhật tới con về. Là dọn nhà, là dọn áo quần đi, là tuổi 14 nó luôn. Lúc đó là đi ở Bình Phước ở đâu? Dạ ở Bình Phước luôn. Nói chung là nó đi làm công ty. Làm công ty ở đâu cô? Dạ công ty ở gần kế Bình Phước luôn. Công ty nào, công ty gì thì nói chung công ty nào nó cũng làm. Mới làm thôi. Làm. Con trai cô đã có gia đình chưa? Chưa. Chưa. Cô được mấy người con? Ba. Em này là con thứ mấy trong gia đình? Em là con đầu. Con cả trong gia đình. Còn em thứ hai là... Theo như cô đánh giá thì con trai của cô như thế nào, có ngoan không? Nói chung con ở nhà thì thấy nó cũng ngoan, còn nói chung đi ra xã hội cả đó thì mình cũng không có biết đánh giá được. Trước giờ con trai đi làm có mang tiền về cho mẹ không? Cũng có khi 2 triệu, có khi thì 3 triệu vậy. Nói chung là cũng có mà ít chứ cũng không có nhiều, tại vì nó làm lương cũng khoảng 6-7 triệu thôi. 6-7 triệu hả? Đó thì lợi tháng cũng 2 triệu có khi 3 triệu có. Trước giờ con trai đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa cô? Chưa. Chưa bỏ nhà đi lần nào. Trong quá trình hơn 5 tháng trời qua thì con trai có liên lạc về nhà không? Không. Không gọi được luôn. Không gọi luôn. Không tin tất nhiên. Sự việc này mình đã trình báo cơ quan chức năng công an ở Bình Phước chưa? Có rồi, trình báo lúc mới đi 1 tháng. Dạ. Có đó, trình báo công an. Vậy là hành trình hơn 5 tháng trời, gia đình nhà mình đi tìm con ở nơi nào đấy cô? Ở quân trên Đồng Xoài rồi, tôi chưa đâu biết đi chỗ đường nào. Nghe người ta nói thì gặp Đồng Xoài thì về Đồng Xoài tìm chỗ nào, chỗ kia đó mà chẳng thấy tin tức. Không có một tin tức gì hả? Vì giờ về đó giờ anh Hải, hiệp sĩ Bình Dương để kiểu giúp... Dạ. Xin phép chào anh trai. Anh trai có thể giới thiệu anh trai tên là gì? Lê Lộc. Anh Lộc ha. Anh Lộc quê đâu? Quê cũng tỉnh Thừa Thiên Huế luôn. Và hiện tại thì đang sinh sống ở Bình Phước. Tại Bình Phước. Anh Lộc là như thế, quan hệ như thế nào với cô? Là vợ chồng. À vợ hả? Ôi sao anh trẻ thế nhỉ? Nhưng xin lỗi anh đã gọi bằng chú luôn ha. Chú biết rồi. Chú. Vậy là hai vợ chồng. Còn đây là cháu. Đây Út. Con gái luôn. Con gái Út. Ồ, con gái coi. Dạ. Đứa thứ gì thì vậy hôm nay là hai vợ chồng cùng với con về đây để đi tìm con trai. Đi khi sớm, về sớm lắm ạ. Vậy là trong một suốt chặng đường vừa qua là gia đình nhà mình là không gọi là ăn không ngon ngủ không yên đúng không? Đúng rồi. Và Tết vừa rồi chẳng có gì cũng làm này. Luôn, cũng làm cái gì luôn. Thấy con có thôi, nụ ăn, nụ làm gì cùng, nụ làm gì. Ấy nội cũng làm gì hết đấy. Không có tinh thần làm việc. Không có tinh thần làm cái gì. Cũng có đi qua thầy ngay chỗ này hai chỗ kia có. Thầy có đi tìm đi. Rồi đó. Đi qua thầy thì thầy nói thầy bói ngay này nó về ngay kia nó về cũng nuôi hy vọng vậy. Vì nói thôi con đi. Tại vì thường nói con lớn rồi con đi làm ổn định. Con đi con về thôi đừng phải ở trò nữa. Thằng con nói như vậy. Nói mẹ ơi thôi để con ra ở trò chứ con lớn rồi mẹ lo con làm gì. Mẹ đừng có kèm chế con quá thì con nói vậy. Thì nói chung thì mình nói gì hết. Tiền bạc thấy, tiền bạc thì mình còn ngày mương. Hai mấy Tết nó về, ngày kia nó về vậy thì cũng có nhiều thầy không cô? Có 4-5 thầy rồi mà thầy mình nào có mất tiền không?
có chứ thầy 50 có, thầy 200 có, nói chung là thầy nào hay thì cũng đi về, thì cũng nuôi vòng là con ở đây. Thầy này thầy nói việc thầy thôi. Dạ, thì cái này cũng tin cho thầy về. Nhưng mà bây giờ mình hết tin thầy rồi ha. Tin càng ngày chờ càng mỏi mòn. Bởi vì thường thường là đa số chúng phải tiểu số. Thường thường là những người thân, những người mà có con cái đi lạc, hoặc là những người mà vợ bỏ hoặc chồng bỏ, là thường thường hay có một cái suy nghĩ là xem thầy. Rất nhiều các trường hợp cô chú về đây nhờ anh em giúp đỡ thì cũng có chia sẻ rằng là cũng đi coi thầy này thầy kia, nhưng mà không có, nói chung là không có trường hợp nào mà thầy báo là chính xác hết cô ạ. Rồi bây giờ là cô sợ nhất là con của cô sẽ gặp điều gì? Sợ điều nhất là sợ nó đi bên Cam. Cam ha. Dạ. Mình đang suy nghĩ bên Cam rất nhiều. Suy nghĩ là bên đó thôi. Vậy là cô đã biết rõ rằng là cái sự việc ngày qua là bên Campuchia, cô biết rõ việc nhẹ lương cao đúng không? Có việc xã hội hơn nhiều. Có quay đồ anh Hải đồ quay lên coi nhiều khi mở cho con cái coi đó chứ. Bằng anh Hải đồ nguyên hiệp chuyện hại giúp đỡ con không có cái thể nam ở đây mà không thương cha mẹ nó, thì nghĩ vậy thế tệ thôi con, về mà hy vọng thì vậy thôi chứ trong tâm lương tâm là nghĩ tức là giữa gia đình là không có một cái mâu thuẫn gì. Dạ, không chí luôn, rất thuận hòa. Dạ, không chí vậy đó. Thì không có cái lấy lý do gì mà con ở Việt Nam mà con lại không liên hệ. Dạ, nó ví dụ tức giận kia kia mình chửi mình la mình mắng mình đuổi ăn kia đến cổ dùng nói con làm về con đi làm rồi đưa chiếc xe đến nhà được chiếc xe thôi. Thôi đưa lên cho em đi làm là được cái gì á. Vậy là gia đình bây giờ đang hướng về là sợ con bị lừa sang Cam. Dạ, dạ, dạ. Trên cái video này cô là một người mẹ mòn mỏi đợi con hơn 5 tháng trời, đặc biệt là Tết vừa rồi. Hôm nay mới mùng 6 Tết thôi. Những ngày Tết vừa qua thật sự gia đình có thể rằng là ăn Tết trong nước mắt đấy. Dạ, không ăn Tết luôn. Dạ, cô có điều gì muốn tâm sự với con? Mời dạ, cô. Mà có điều này, nếu như con ở đây thì con hả nợ nần với bên ngoài thì mẹ không có biết. Con hả con nợ nần thì con về để ba mẹ giải quyết cho con. Chứ con bỏ nhà đi vậy là mẹ không yên tâm, chứ là con về làm có mẹ đâu. Mẹ chết thôi, mẹ đi tìm con biết bao nhiêu chỗ lúc nào đó con. Mà con ở đâu thì con quay hình, con về đi con ơi. Về rồi có chi gia đình giải quyết cho con. Rồi chú có điều gì muốn tâm sự với con trai của chú nào? Thì chú cũng nói tới con à. Chứ mấy tháng nay là ba mẹ cũng là mong mọi đời chờ con. Ngày nào cũng đi tìm, tối nào ba cũng đi tìm bê đúng xoay tìm đi rào. Mà không thấy gặp con. Bây giờ chứ ba bây giờ đổi hiệp sĩ Bình Dương để lên trang mạng xã hội để con có nghe được thì con về. Con ba không nói gì mà con có nợ tiền nợ bạc kia của ai thì con về đây về nhà để ba sắp xếp ba xây sửa tạ cho con, chứ con không thể bỏ cha bỏ mẹ đi được. Thật sự rất buồn, rất đau lòng. Mười cây mười hoa mười nhà mười cánh, trong suốt chặng đường vừa qua thì cái thời gian năm cũ 2023 thì bản thân con chứng kiến nhiều cái vụ việc mà các bậc làm cha làm mẹ đi tìm con, đấng sinh thành tìm con, thật sự rất đau lòng. Nhiều cảnh không thể kiềm chế được là nước mắt rất nghẹn ngào. Bé gái ơi, ừ. Con ơi, con tên gì? Con nhớ anh hai không? Nói anh hai ơi về với con đi. Nói thế, nói để lên TV anh nghe. Anh hai về với con. Anh hai về với em. Trời ơi, rất thương. Bé nhớ anh hai không? Mà dạ. Bữa giờ là hơn 5 tháng rồi không nghe tiếng anh hai, không được nói chuyện với anh hai, là bé thương anh hai không? Có. Bé thấy ba mẹ khóc nhiều không? Có. Khóc nhiều ha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự là đầu xuân năm mới mà thật sự thì anh em tiếp những cái trường hợp, giúp những cái trường hợp mà rất là buồn, nhiều câu chuyện, nhiều hoàn cảnh rất là đáng thương. Rất hy vọng rằng năm 2024 thì anh em lại được sự đón nhận tình cảm của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, và luôn luôn đồng hành cùng với anh em để giúp đời giúp người nhiều hơn. Hy vọng cô chú anh chị có thấy em trai trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên em trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn em trai nếu mà đang ở phương trời nào đó xem được video này, thấy cả ba cả mẹ và đặc biệt là đứa em thơ lặn lội một quãng đường rất xa từ Bình Phước về Bình Dương để mà nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm em, thì hy vọng rằng là em ở đâu đó thì em phải nhanh chóng quay trở về. Nếu cái trường hợp mà em
không thể về được thì em phải tìm đủ mọi cách để em liên hệ về với gia đình và liên hệ về với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thế Hải để anh em cùng ngồi lại với gia đình bàn bạc có cách có hướng lên kế hoạch để đưa em quay trở về một cách an toàn nhất nha em trai nhá. Dạ rồi, thì cái sự việc của cô chú hôm nay về đây thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay cô chú về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thế Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm tin tức thông tin về con trai nhà mình đúng không ạ? Thì cô chú có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thế Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Dạ rồi thì thôi thì đầu xuân năm mới con không biết nói gì hơn thì chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình nhá. Dạ em cũng kính chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng và chúc tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng là mùa xuân năm 2024 vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, nhà nhà người người thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.